Người anh em nào đã có nhu cầu mua ạc ly quân giá rẻ, liên hệ ngay Zalo 0374139338 để được hỗ trợ. Ở đây rất là có nhiều ngon cho anh em tha hồ mà lựa nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với cuộc đọ sức giữa Thứ Dữ và Thứ Nguyên. Và chúng ta nhìn thấy rằng là Thứ Dữ là đội tuyển đang ở bên phía của đội màu xanh, và họ sẽ có những cái bước di chuyển đầu tiên dành cho cuộc đấu với đội Thứ Nguyên trong ngày hôm nay. Như vậy là sau một khoảng thời gian chờ đợi rất lâu, cuối cùng trận thi đấu của chúng ta cũng đã được bắt đầu. Và nên nhớ rằng đây sẽ là trận thi đấu BO5, 5 vị tướng thì đã được fix cứng dành cho các KOL của chúng ta rồi. Và các bạn thì sẽ phải thi đấu những vị tướng này trong cả nhiều nhất là 5 ván đấu. Cùng với đó, cái điều kiện để giành chiến thắng đó là phải phá được hết tất cả các trụ của đối phương. Đây là những tình huống trao đổi chiến thức đầu tiên. Tổng thống Venet chàng cô đơn đang di chuyển sang với cái màu xanh trên chân, và anh ta đang thực sự là một trong những vị tướng rất mạnh giai đoạn đầu. Chân bé Doom nhìn thấy vị trí của Venet có lẽ là sẽ chỉ cố gắng bốc về thôi, không bốc thành công. Đây là thùng lao vào đến từ Nakhon có cú choáng không tốt lắm đến từ cô giáo Quỳnh khi Dung Si vẫn đang được chém vào người của chàng cô đơn. Chàng cô đơn đang cố gắng hồi máu, không có sự hỗ trợ nào đến từ Vio cả. Phía bên này thì cái tốc biến lên đến từ Lin Gaming nhưng chưa đủ sát thương. Nakhon quay ngược trở lại tấn công của cô giáo Quỳnh. Cô giáo Quỳnh đang mất hơi nhiều máu, tiếp tục chém đắc một kill dành cho đá thủ Dung Si và thêm một điểm hạ gục dành cho John trong tay của Thanh Em. Dung Si đã chơi rất tốt ở trận vừa qua khi mà cô nàng, khi mà người chơi này đã tạo ra được một tình huống phản giao tranh phải nói là quá tuyệt vời, để cho cái lượng tiền vào thời điểm này đang thuộc bên phía của Thứ Dữ với khoảng cách lên đến khoảng hơn 1.000 tiền. Và bây giờ thì Dung Si đang có mặt ở khu vực bùa đỏ của đối phương, anh ta quan sát được hai người chơi bên phía của Thứ Nguyên rồi, nhưng sẽ không có bất kỳ một tình huống manh động nào cả. Rõ ràng là việc lao vào trong tình huống với hai sát thủ và đấu sĩ của đối phương đó thực sự không phải là một ý kiến hay. Bây giờ thì ta sẽ cùng với Tú có người yêu kết hợp lại để có thể ăn cho mình con ta dần xê ra trong quãng thời gian đầu tiên này. Tranh chấp xê ra sẽ là rất nguy hiểm dành cho đội tuyển Thứ Nguyên. Bắt đầu băng vào đó là Tú có người yêu lên nhạc nào siêu việt dành cho vị trí của Nakhon. Tiếp theo đó là Lai Lao Riết không thể muốn đổ rồi. Triple kill dành cho vị trí của Dung Si với con bài Nakhon. Quá dễ dàng dành cho đội tuyển Thứ Dữ khi chúng ta đã phân tích đội hình đầu game của Thứ Dữ là mạnh hơn rất nhiều. Còn đội hình của Thứ Nguyên thì họ sẽ cần phải farm. Đây là Thành Em tốc biến né được trầm trọng lực rồi, rất hay. Và như vậy là vẫn chưa có điểm hạ gục nào dành cho Thứ Nguyên, họ đang mất rất nhiều trong ván thi đấu đầu tiên này. Rõ ràng là chúng ta đang nhìn thấy rằng là bên phía của Thứ Nguyên gặp khá nhiều những sự sai lầm khi mà họ đang cố gắng để tấn công đối phương. Nhưng tỷ số vào thời điểm này thì đang là 6-0 dành cho bên phía của Thứ Dữ. Thực sự là họ đang rất dữ vào thời điểm hiện tại, và chắc chắn là cứ động đến họ là họ sẽ đánh thôi. Dòng đã bị tiêu diệt bởi đó chính là Dung Si thêm một lần nữa. Seja cũng đã bị tiêu diệt. Và rõ ràng đó là những gì mà chúng ta đang nhìn thấy từ bên phía của Thứ Dữ. Họ tạo ra một khoảng cách có thể nói là rất lớn, 8.800 tiền và 5.800 tiền, chênh lệch nhau khoảng 300 tiền đến phút 1. Và bây giờ sẽ nếu mà giờ lại sẽ phải rút lui lại, cô giáo Quỳnh cũng sẽ về được ở trong tình huống này. Nhưng chưa chắc đâu, cổ bốc đất rất tốt và sau đấm ngược trở ra huyền thoại dành cho Dung Si. Cú bốc là rất tốt đến từ vị trí của bạn đơn. Nhưng đây là chàng cô đơn, Venet đã tới rồi với điểm hạ gục đầu tiên dành cho Thứ Nguyên. Một điểm hạ gục vô cùng quan trọng, nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang nhìn thấy được thế trận đang thuộc về rất nhiều cho Thứ Dữ. Lượng tiền họ đã gần lên tới con số 3.000 tiền ở phút thứ ba rồi. Sự chênh lệch đến từ Nakhon trong tay của Dung Si với bên kia đó là Venet của chàng cô đơn. Và có lẽ ở trong những giây phút tiếp theo thì chàng cô đơn sẽ cần phải farm nhiều hơn, nhưng anh ta đang gặp rất nhiều khó khăn khi Tú có người yêu cùng với Zack đang tiến vào đây. Đó là chiều cuối đến từ Tú có người yêu, chém là quá đau. Điểm hạ gục dành cho đó là vị trí của Zack. Còn đây là cô giáo Quỳnh. Cô giáo Quỳnh quá yếu trước những con thú của đối phương. Rõ ràng đặt tên thế nào thì đánh đúng là như thế, đúng là Thứ Dữ. Cô giáo Quỳnh ở trong quãng thời gian đầu tiên này sẽ không phải là một chúng con bài quá mạnh. Cú đấu tốc biến rất tốt tới từ chính của Danh, và thêm một mã gục nữa dành cho Dung Si. Úp mộ thành công đối phương và rút ra một cách rất êm thấm, thậm chí là quay trở lại. Nhưng đó là một cú tốc biến có thể nói là rất tốt tới từ vị trí của Violet. Violet quay trở lại trả sát thương và rất tốt. Đó là một mạng hạ gục dành cho chàng cô đơn. Và đây là một tình huống hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình là Zucano Pro. Anh ta đã tới rất kịp lúc, nhưng cũng có nhiều đang có mặt ở đây sẽ phun hoa để chặn lính ở trong tình huống này. Rõ ràng chúng ta đang nhìn thấy là Thứ Dữ cũng đang khá ổn ở trong tình huống tấn công. Nhưng phần nào đó thì Thứ Nguyên cũng đang quay trở lại. Thứ Nguyên đang một phần quay trở lại, đặc biệt là Zucano Pro. Anh ta đã có được hai bùa. Ôi nhưng mà nhìn vào mặt cấp độ thì tôi nghĩ là cũng hơi khó khi Zucano Pro đang thua tới một cấp trước bên kia. Đó là wow. Có người yêu bắt đầu lao vào rồi, chém quá đau đến từ Tú có người yêu và Dung Si. Và phải nói rằng cái khả năng sử dụng chiêu thức đến từ Tú có người yêu là rất ghê gớm, khi mà anh chàng này cũng rất bình tĩnh, không sử dụng cho mình chiêu cuối để bay vào đối phương mà quyết định phun hoa và chiêu cuối để lao ra ngoài khi cái trụ đang có những nhịp bắn vào người của Tú có người yêu.
Và hiện tại thì Tú có người yêu vẫn đang là một vị trí rất khó bắt được vào ở thứ giữa ở khu vực đường Katan Seiza. Trong khi đường giữa thì đang có sự bị tấn công đến từ bên phía của đội tuyển Thứ Nguyên. Nhưng rõ ràng sát thương của họ đang là hơi yếu ở thời điểm này. Chân Bandung, chúng ta có thể thấy rằng là chân Bandung vào thời điểm hiện tại đang chơi cho mình con bài. Đó chính là Bandung rất khó chịu với cái chiêu cuối có khả năng chọn mục tiêu. Và khi đó thì sẽ quá khó dành cho tình hình Thứ Nguyên. Và lại thêm một lần nữa thì Zucano Pro đã phải nằm ngửa bụng ở trong cái trụ thứ hai của họ rồi. Và lại thêm một lần nữa chúng ta nhìn thấy là Skep là quá lớn, chàng cô đơn. Chuyện một chàng cô đơn mãi thì cuộc tình xa xôi quá. Và rõ ràng chúng ta nhìn thấy rằng là chàng cô đơn này cũng đã không thể tồn tại ở trong quãng thời gian vừa qua quá lâu. Vẫn tới chiều cuối đại phán xét tiếp tục dí thẳng ở vị trí của Jack. Nhưng chừng đó là không đủ với lượng sát thương dành cho vị trí của The Line vào thời điểm hiện tại, khi mà quãng thời gian của trận đấu mới chỉ trôi qua khoảng gần 6 phút thôi. Một bên thì cô đơn, một bên thì có người yêu. Tôi biết là bên nào thắng rồi, chắc chắn là bên có người yêu. Đây là Tú có người yêu, một mình căn ba vẫn đang là múa quá khét đến từ vị trí của Tú có người yêu. Zucano Pro lao ra, Tú có người yêu vẫn đang chém, vẫn tiếp tục chém vào vị trí của Zucano Pro. Một mình anh ta căn ba vẫn có được điểm hạ gục của Zuka đối phương. Quá kinh khủng, đó là Tú có người yêu. Có người yêu đang cho thấy rằng là anh ta đúng là best Florentino vào thời điểm hiện tại. Cái trụ thứ hai không được trên sẽ được dọn lính bởi đó chính là vị trí của Violet. Violet trong ngày hôm nay chắc chắn là quá khó thở. Đây cũng là một trong những con bài phải cố gắng farm tiền ở trong quãng thời gian đầu tiên để giai đoạn về late game có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng ở thời điểm đó thì John cũng sẽ có được một cái cấp độ có thể nói là rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì chàng cô đơn sẽ có cho mình đó chính là cái mùa xanh ở cục đường dưới này, và cùng với đó thêm cả một quái nữa. Nhưng chắc chắn vào thời điểm này thì cái lượng quái mà anh ta thu được sẽ ít hơn rất nhiều so với vị trí của Dung Xì. Tiếp tục là lao vào tới vị trí của Zucano Pro. Zucano Pro vừa có một tình huống trả đam là cũng rất tốt, và Dung Xì vừa mất cho mình một lượng máu lớn. Anh ta sẽ phải cướp đi con bồ đỏ này để có thể hồi lại máu cũng như là giao tranh ở trong những tình huống tiếp theo. Đây là Tú có người yêu tiếp tục mở những chiêu cuối Lin Gaming không toàn nổi. Truyền thuyết dành cho Tú có người yêu, đánh như thế này thì quá khó dành cho đội bạn rồi. Không có một cái sự nào, tôi cảm giác đây là nhả dành cho Tú có người yêu cả, khi anh ta thực sự múa là quá khét. Và những tình huống sử dụng bông hoa vô khủng đến từ Tú có người yêu cũng là rất tuyệt vời. Anh ta vẫn đang là một trong những người có được cái lượng tiền lớn nhất từ bên phía đội tuyển Thứ Nguyên. Ở đường trên thì Jack đang gặp nguy hiểm, anh ta bấm cho mình quả cầu băng xương, còn có được cho mình đó là chiêu cuối dồn sát thương với chiêu Zucano Pro. Nhưng quay ngược trở lại, đó là sát thương lớn đến từ vị trí của con bài Zuka, và có điểm hạ gục dành cho Thứ Nguyên. Và thời điểm này thì lượng tiền đã gần chênh lệch khoảng 7.000 tiền rồi. Một lượng tiền có thể nói là quá lớn, và một cơ hội để giúp cho các thành viên bên phía Thứ Nguyên có thể kết thúc đi trận đấu này sớm, nó đang tới rất gần. Và cái chữ thứ hai của đường trên này sẽ thuộc về họ mà thôi. Vận tổ tất khá tốt tới từ vị trí của Trần Bedun. Có thêm cả bộ nữa thì Vered chạy đi đâu được. Và bây giờ sẽ là bàn tới từ vị trí Thành Em, và có thêm một chén tới từ vị trí Dung Xì nữa. Thì rõ ràng là chàng cô đơn sẽ phải bay bầu trong tình huống vừa qua. Cô Giám Quỳnh cùng với Zuka đang đi cùng với nhau, và có lẽ là bây giờ là thời điểm các thành viên của Thứ Nguyên họ sẽ cần phải đi với nhau thật là nhiều hơn nữa. Bởi rõ ràng là giao tranh tổng vào thời điểm hiện tại có lẽ là cũng sẽ đỡ hơn dành cho các thành viên của Thứ Nguyên. Lai Laurien phải có thêm đồ thì đã, chúng ta vẫn đang hơi yếu về mặt lượng tiền. Và phút thứ 8, nhưng tổng lượng tiền đến từ phía đội tuyển Thứ Nguyên mới chỉ đang là 19.800. Mỗi thành viên của họ đang chỉ có khoảng từ 3-4.000 tiền, hơi quá yếu. Đây là một lượng tiền quá thấp. Còn nhìn về đối phương, hãy nhìn vào Tú có người yêu, anh ta có 6.200, Yon 6.300, còn với Naprot 804 người ta đang có tới gần 7.000 tiền rồi. Thực sự là một số tiền quá lớn. Sự chênh lệch như thế này thì thật khó để cho bên phía đội tuyển Thứ Nguyên có thể làm được một điều gì. Ở trong khoảng ít nhất là 4-5 phút tiếp theo, họ sẽ cần phải ôm cho vị trí của Lai Laurien có thêm lượng trang bị đã. Nhưng tôi đang cảm giác là bên phía của đội tuyển Thứ Nguyên đang chưa muốn cho bên phía đội tuyển Thứ Nguyên làm điều đó. Tú có nghĩa bắt đầu múa, anh ta múa được nửa cây máu của Lai Laurien. Nhưng bên phía của đội tuyển Thứ Nguyên có tới 5 người, và họ vẫn có thể cover cho anh chàng này về được thành công. Từ nãy giờ tôi thấy trong khoảng 5 phút rồi Thành Em lại, anh ta không hề có bất kỳ một tí mana nào, nhưng mà anh ta vẫn sử dụng con John đứng lên ở vị trí rất là cao. Rõ ràng là với con John vào thời điểm hiện tại thì cái khả năng hồi phục mana nó là không quá nhiều, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy rằng là John nếu như tạo ra nội tại thì không phải là quá khó, chỉ cần 3 cú bắn thường thôi là cú bắn tiếp theo sẽ có nội tại vô tận tên rồi. Và khi đó thì cái sức mạnh tới từ Yon đã là rất lớn. Và ngay sau khi nhìn thấy tôi nhắc cái điều đó thì anh ta đã quay trở về tế đàn của mình để có thể hồi phục lại lượng mana khá là lớn. Nhưng ở vào thời điểm này thì Jack cũng đang có những cú đấm chân không phải nói là rất đau vào người của The Line cũng như đánh thành viên khác nữa. Kìa. Đó là tình huống múa đến từ vị trí của Dung Xì. Và bây giờ có hai con quái xê ra nhỏ đang tiến vào rất lưng lưng với những cái khẩu súng của mình. Và đây là cú úp đến từ vị trí của Ban.
Hỏng rồi, ba người đã bị chôn lại một cú đá quá đau đến từ vị trí của Jack, nhưng rất đáng tiếc sát thương lại chưa đủ vào người của Lin Gaming. Nhưng Thành Em thì vẫn đang có mặt ở đây và anh ta đang xây những cú vô tận tên là quá đau vào cái trụ này. Hai con quái xê ra nhỏ đã tiến vào rồi, nhưng cái trụ thì nó vẫn còn đó. Bên phía đội tuyển Thứ Nguyên đang ôm rất cố gắng, họ sẽ cần phải có thêm được lượng tiền nữa chứ tầm này thì vẫn chưa đánh được đâu. Bên phía của đội tuyển Thú Dữ có vẻ như là đang không muốn cho đối phương có thể thủ được rồi, họ đang ép vào là cả ba đường. Dữ quá, động vào cái là họ đánh cho bay màu. Đây là chúng ta cũng đang thấy rằng Jim C cũng đang có cố gắng để có thể cấu rỉa đối phương. Vừa rồi tình huống mà Jack đã kết liễu được vị trí của Lyraurien, và rõ ràng là để kết liễu được Lyraurien cũng không phải là điều gì đó quá dễ, nhưng Jack vừa rồi đã làm nó quá đơn giản và đã úp được hai người rồi, có thêm mạng nữa tới từ vị trí của đó chính là Zucano Pro đã phải lên bảng đếm số. Và bây giờ thì nội tại tới từ Thành Em lại sẽ giúp cho thành viên phía Thứ Dữ có thể bào đi những cái máu trụ. Tú có người yêu, Tú có người yêu đang bắt đầu múa vị trí của Lin Gaming, anh ta vẫn còn một chút máu. Hoa đậu của cô giáo Quỳnh, cô giáo Quỳnh được anh không đây? Được rồi, và đó là điểm hạ gục double kill dành cho chàng cô đơn. Bất ngờ là bên phía đội tuyển Thứ Nguyên vẫn thủ được thành công, họ lấy được cái mạng của Tú có người yêu, và đặc biệt lại lấy được cái mạng của Yon bên phía đối phương. Bây giờ thì lượng tiền đã được gỡ lại một chút rồi, chênh lệch khoảng 7.000 tiền. Nhưng đây là một khoảng thời gian rất quan trọng dành cho Lyraurien. Anh ta có thể có được thêm cho mình những món trang bị để có thể múa được ở trong những giây phút tiếp theo. Nhưng anh ta cần phải nhanh lên, bởi vì đối phương đang rất gấp rút rồi. Đối phương đang chuẩn bị ăn cho mình đó là con tà thần Seiza. Bây giờ thì con tà thần Seiza tại phiên bản mới nó đang cực kỳ khó chịu với một con tà thần Seiza lớn cùng với những chú tà thần Seiza nhỏ. Và với việc có những con tà thần Seiza đó thì việc đẩy trụ là dễ dàng hơn. Nhưng vừa rồi thì chàng cô đơn lại bắt được vào vị trí của Sách, và bây giờ là một thế hơn người dành cho Thứ Nguyệt, một thế hơn người và đủ để giúp cho họ có thể hướng ra chỗ vị trí của con tà thần Seiza chàng ở đây. Nhưng có lẽ là họ đang không dám mạo hiểm vào thời điểm này khi mà cái lượng tiền mà bên phía Thứ Nguyệt có được là không quá lớn, và vào thời điểm này thì các thành viên dưới của Thứ Dữ họ đã lấy gì được, đó chính là tà thần Seiza. Sẽ là cú chém được không? Sẽ là một tình huống bật lên những quả cầu băng xương anh ta. Hai bay bầu thứ vượt qua 550 vàng dành cho viên phía Thứ Nguyệt. Và bây giờ thì có thêm cả chiếc cuối dòng chảy thời không nữa. Mặc dù vậy thì cô Giao Quỳnh cũng đã bị úp lại rồi. Và ở phía khu vực đường trên này thì Tú có người yêu đã thành công trong việc solo với Lyraurien ở trong khu vực đường giữa. Và như thế là quá đủ để những thành viên bên phía của Thứ Dữ họ có thể tràn lên ở trong tình huống phát sắp tới. Như vừa rồi là một tình huống chúng ta có thể nhìn thấy được Tú có người yêu với lượng trang bị là chênh lệch cũng như kỹ năng của mình thì ta đã solo kill thành công được Lyraurien rất bình tĩnh đến từ Tú có người yêu. Đó là một tình huống mà tôi cảm giác là Lyraurien sẽ có lợi thế hơn về mặt solo kill, nhưng với việc bình tĩnh xử lý chiêu thức của mình thì Tú có người yêu đã có điểm hạ gục của đối phương. Và bây giờ về Thứ Dữ đang muốn tiến ra khu vực hàng rồng ánh sáng này, lượng tiền đã bị giảm giãn cách xuống con số 5.000 rồi. Rõ ràng với những tình huống chấm dứt mạng của đối phương, Thứ Nguyên đang lật lại một lượng tiền là khá lớn, và cơ hội để họ có thể thắng được chúng ta cuối trận không phải là không có. Nhưng đây là Tú có người tốc tiến lên chém vào vị trí của chàng cô đơn. Quá kinh khủng, đó là Tú có người yêu đặt một kill dành cho Florentino, và đây là Dung Si lao lên khắp góc đối phương. Thứ Nguyên phải về thôi, nhưng họ chỉ còn lại đó là ba người. Đây là Jack, Jack lấy mạng của Zucano Pro rồi. Thôi xong, có được cho mình trụ đường trên, và bây giờ sẽ là trụ đường giữa nữa đến từ bên phía đội tuyển Thứ Dữ, chính xác hơn là Thứ Dữ. Xin lỗi, người có hát đội tuyển này. Thứ Dữ thì các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Thứ Dữ. Lỗi tôi. Vào đây tôi rất dễ chịu cái tên Thứ Dữ này, nên là tôi hoàn toàn để cùng với khán giả thông cảm cho PSMan. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm những tình huống bảo trụ tới từ bên phía Thành Em Lai. Tiếp tục là cố máu và trụ, và chắc chắn là cái trụ này sẽ phải bay màu ở trong những giao tranh này mà rồi, thôi. Chín trụ thẳng vào rồi. Lao thẳng vào đối phương, và bây giờ sẽ là thời điểm mà họ sẽ lấy đi trụ của đối phương mà thôi. Bắt đầu họ lao vào, Thành Em đang được bắn, Thành Em bắn là quá đau, lính bắt đầu tràn vào rồi. Và như vậy là 1-0 dành cho đại diện Thứ Dữ đến từ đội xanh có chiến thắng đầu tiên. Thứ Dữ đã là đội tuyển giành chiến thắng ở trong ván thi đấu vừa qua.